hết hoàn toàn bớt xanh đen đậm sau khi điều trị sắc tố tại Mai Gia. Người thật, việc thật, mời cả nhà cùng xem ngay nha. Và ngay trên màn hình các chị đang nhìn thấy đây ạ, là một chị khách hàng trước khi đến với Mai Gia để sử dụng công nghệ điều trị da tại Mai Gia. Chị khách hàng này bị tình trạng là da bị bớt sắc tố này nguyên nửa bên khuôn mặt của khách hàng luôn. Và bớt sắc tố này như khách hàng chia sẻ là đã theo khách hàng từ khi sinh ra luôn. Và như khách hàng suy nghĩ là không bao giờ da của mình có thể hết được cái bớt như thế này. Và sau khi đến với Mai Gia, được người nhà, người thân giới thiệu đến với Mai Gia điều trị, thì các chị có tò mò là làn da này sau khi làm tại Mai Gia sẽ như thế nào không ạ? Các chị thấy không ạ? Bớt xanh đen đậm như thế này nha. Bớt xanh đen đậm như thế này mà đến với Mai Gia thì sẽ cải thiện như thế nào? Ngay bây giờ sẽ quay cho các chị xem kết quả đây ạ. Và đây các chị ơi, kết quả khách hàng người thật việc thật đang ngồi tại Mai Gia đây ạ. Chị khách hàng này hôm nay quay đến với Mai Gia đây. Các chị ơi, mình còn nhìn thấy trên làn da này có dấu hiệu nào là có bớt không ạ? Đây là chị khách hàng đến với Mai Gia đây nhá. Chị khách hàng này là khách hàng người thật việc thật tại Mai Gia ngay lúc này đây ạ. Chị ơi, em xin phép phỏng vấn chị một vài câu nhé. Dạ, Mai Gia xin chào ạ. Chị ơi, cho em hỏi là chị Vân đã biết Mai Gia qua đâu chị nhỉ? Mình biết qua Mai Gia là từ online, theo dõi online 2 năm. Xong rồi qua một người bạn giới thiệu thì mình mới biết đến Mai Gia. Thật sự là mình rất cảm ơn đến Mai Gia đã cho mình một cái diện mạo hoàn toàn khác luôn ạ. Mình không nghĩ rằng là mình sẽ khỏi được. Mình nghĩ rằng là cái bước này nó sẽ làm mình suốt luôn ấy. Không nghĩ rằng nó được như ngày hôm nay đâu. Mình thật sự mà rất là cảm ơn đến Manisa. Cảm ơn các nhân viên của nhóm Manisa rất nhiều. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị nha. Thực ra thì bây giờ em thấy chị đang rất là xúc động luôn á. Đang rất là xúc động là trời ơi, quay lại với Mai Gia là thấy là da của mình đẹp hơn này, mình cải thiện hơn ngoài cái sức mong muốn của mình, nên là đang rất là xúc động luôn. Thì em xin phép hỏi chị một xíu nha, là như bây giờ là chị thấy là da của mình cải thiện được bao nhiêu phần trăm rồi chị? Mình phải đến, mình chỉ thấy là cải thiện 100% luôn ấy, chứ không phải là đến mấy phần trăm nữa đâu ạ. Tức là gần như là cải thiện hoàn toàn luôn, hết sạch 100% bớt luôn đúng không chị? Như bây giờ nha, chị đi ra ngoài chị gặp mọi người á, có ai nghĩ là trên khuôn mặt của chị trước đây có bớt không? Nếu như mà mình bỏ cổ da ra thì người ta không nghĩ rằng đấy là mình luôn. Không nhận ra luôn đúng không chị? Là hai người khác nhau. Là hai người khác nhau luôn đúng không chị? Dạ đúng rồi, đó chị Lê Tuyết Mai đang bảo cải thiện xuất sắc quá này, thật tuyệt vời đúng không chị? Dạ vâng ạ, đối với những khách hàng mà trên khuôn mặt của mình có nám này hay là có một vết bớt mà từ bé thường thì mình rất là tự ti á, nên là rất là muốn đến với Mai Gia để làm đẹp luôn. Vậy chị ơi, cho em hỏi nha, là bớt của chị trước đây á, mình có nhớ là da của mình bớt như thế nào không ạ? Mình cũng nhớ là bớt của mình nó cũng có từ lúc mình lớn lên, là nó cũng có một xíu thôi, nhưng mà từ khi mình sinh em bé xong là nó bắt đầu nó lan xuống nhiều ấy. Dạ. Nó lan xuống tận hết cả một bên má luôn. Vâng. Đấy. Là, trên ảnh đây là đúng là da của mình đúng không chị? Đúng là da của mình đấy. Đúng là làn da của chị đúng không chị? Đó, da bớt rất là đậm luôn này, đen luôn này, mà nguyên một bên má đúng không chị? Thì trước đây á, là mình có từng đi điều trị bớt ở đâu không chị? Mình có đi rồi nhưng mà mình đi một hai lần mà nó không cải thiện một chút nào luôn. Dạ. Nên là mình theo dõi chị Mai này 2 năm. Là cũng theo dõi chị Mai trong thời gian 2 năm rồi. Giới thiệu cho và chị đấy, bản thân chị đấy cũng làm ở đây luôn, nên là mình thì có động lực để đi. Vâng, thế nhưng mà cái chị mà giới thiệu chị đến với Mai Gia ấy chị, thì chị đấy là trước có làm dịch vụ gì ở Mai Gia rồi không ạ? Chị cũng làm nám chân đi thế. Vâng. Chị cũng men hết hai bên gò má nhưng mà nên là mình cũng theo dõi chị đấy. Tức là qua một người bạn giới thiệu này, rồi theo dõi Mai Gia 2 năm trời luôn. Rồi là theo dõi như thế vẫn chưa đủ gọi là niềm tin, động lực để đến đúng không chị? Chắc là lúc đấy còn đang nghĩ là chắc là chỉ là quảng cáo thôi đúng không? Chứ chưa chắc là đã hết nám, hết bớt được cho mình. Xong qua một người bạn giới thiệu là nám của chị ấy là nám chân sâu đúng không chị? Nám đinh, nám chân sâu nguyên hai bên má. Mà về chị đấy hết rồi mình mới đến mình làm đúng không chị? Đó. Thì chị ơi, cho em hỏi nha, khi mà da của mình bớt nhiều như này này, bớt đen như này này, chị ra bên ngoài á, mình cảm nhận thế nào chị? Trời ơi, mình rất là tự ti luôn ấy. Không dám bỏ khẩu trang ra, suốt ngày phải đeo khẩu trang luôn, không dám đi ra ngoài. Nhưng mà đi đâu mình cũng phải phấn khẩu các kiểu vào mà nó cũng hết luôn ấy. Dạ, vâng. Tức là mình có che khuyết điểm này rồi mình trang điểm nó cũng không hết đúng không chị? Dạ, vâng. Sau khi mà mình đến với Mai Gia mình làm này, thì như bây giờ so với cái mức mong muốn ban đầu của mình á, thì chị thấy thế nào hả chị? Mình thấy
Khi mà mình đến với Mai Sa ấy chị, bản thân là mình kỳ vọng được khoảng bao nhiêu phần trăm thì cũng chỉ gọi là 50-50 đúng không? Không nghĩ là Mai Sa có thể chữa hết được cho mình. Dạ vâng ạ. Đó thì khi mà quá trình như đến bây giờ là chị làm ở Mai Sa đến bây giờ như chị chia sẻ là cải thiện được đến 100% á, thì bây giờ gọi là ra ngoài mình hết sức tự tin luôn đúng không chị? Đúng rồi. Vâng, thế chị cho em hỏi nha, là một lần làm bớt tại Mai Sa mình điều trị một lần là hết bao nhiêu hả chị? Nếu như mà mình đi vào cái dịp khuyến mại thì nó không đáng là bao nhiêu đâu. Dạ. Mình bớt một lần đến là hết 1.2 triệu thôi. Vâng, một lần 1.2 triệu. Rồi có những cái lần mà chị săn được khuyến mãi nữa đúng không chị? Đúng rồi đấy. Dạ. Săn được khuyến mãi thì có khi là Mai Sa giảm giá còn sâu hơn đúng không chị? 40%, 50% đúng không chị? Dạ. Đó thì khi mà đến với Mai Sa thì chị đánh giá nha, là cái chi phí điều trị bớt 1.200.000, chị đánh giá cái mức độ chi phí đấy thì so với hiệu quả thì chị thấy thế nào? Mình thấy rất là ok luôn, là rất là giá bình dân mà lại còn được đẹp cho bản thân mình nhá. Mà cái mức độ và gọi là cải thiện được như của mình là gọi là so với cái mức độ chi phí như vậy như thế gọi là quá hợp lý đúng không chị? Quá hợp lý luôn. Vâng, bởi vì là bản thân chị cũng trước đây cũng từng đi điều trị ở nơi khác rồi đúng không chị? Mà cái chi phí thì như chị chia sẻ với em đấy, là cái chi phí mình bỏ ra là có khi còn cao hơn Mai Sa rất là nhiều. Mà cái hiệu quả thì không được như mình mong muốn đúng không chị? Đó, thế là các quý khách hàng cứ yên tâm nha, đến với Mai Sa, chi phí giá cả tại Mai Sa là niêm yết công khai luôn. Mà làm bớt sắc tố như này một lần là 1.200.000. Đó, thôi chị ơi, có một chị khách hàng đang ngồi bên cạnh này cũng đang làm đẹp da bớt á. Thì đấy chị ơi, chị mình khách hàng mình đang ngồi bên cạnh để mình làm hồ sơ mình nên làm da nám đúng không? Thế thì chị cho em hỏi nha, là mình thấy cái hiện trạng da ban đầu của chị Vân á, thì mình thấy với làm da bây giờ thì chị thấy là chị đánh giá thế nào chị? Cái hôm nay là chị thấy người thật việc thật luôn đúng không chị? Dạ. Hôm nay chị đến Mai Sa mình làm dịch vụ gì đấy chị? Dạ. Hôm nay đến Mai Sa làm nám đúng không chị? Thế thì ban đầu đến là mình có chị có phân vân, mình có băn khoăn nhiều không? Mình có. Mai Sa rồi đúng không ạ? Rồi hôm nay mình đến đây mình gặp khách hàng người thật việc thật luôn. Đó, thì mình lại càng có thêm động lực đúng không chị? Rồi chị, em hỏi lại một lần nữa nha. Là hôm nay là mình khách hàng là người thật việc thật, mình đang đến Mai Sa mình làm hồ sơ làm nám đúng không? Đó, thì chị có thể đánh giá lại cho khách hàng đang xem ở trên livestream một lần nữa là chị thấy cái làn da của chị khách hàng này cải thiện được và bao nhiêu phần trăm không ạ? Gần như hoàn toàn. Lúc nãy em thấy là khách hàng này vào quầy làm hồ sơ, chị còn hỏi là đây có phải là chị nhìn ảnh này không, là chị nhìn sang chị bên chị Vân á, là chị bảo đây là một người đúng không, chị bảo đây là hai người chứ đâu phải một người đúng không chị? Đó, quý khách hàng thấy không ạ? Đây những khách hàng đang ngồi trực tiếp tại Mai Sa nhá, đang làm hồ sơ đây, đánh giá đây. Rồi, em cảm ơn chị nhá. Đánh giá của chị á là gọi là rất là khách quan luôn, là khách hàng người thật việc thực đang ngồi bên cạnh đây để cho khách hàng trên livestream bây giờ đang xem á là biết được cái hiện trạng của chị khách hàng này như thế nào nhá. Rồi em cảm ơn chị nhiều nhá. Bây giờ để bạn nhân viên làm tiếp hồ sơ cho chị lên làm nhá. Em cảm ơn chị nhiều ạ. Thôi đó quý khách hàng thấy không ạ? Chị Vân ơi, mình nghe một cái đánh giá của một cái chị khách hàng gọi là một cái chị mà mình không quen biết như thế, mình cảm thấy thế nào chị? Thật sự là rất là vui luôn ấy. Bởi vì là không có phải quen biết gì, mình cảm một khách hàng gọi là mình gặp lần đầu tiên đến Mai Sa đúng không? Đó nên là từ nay trở đi thực ra đó không phải là chỉ có đánh giá của một chị khách hàng đâu, mà đó là tất cả những cái mọi người á, nhìn vào khuôn mặt của mình đều sẽ thấy như thế luôn. Thôi chị, mình cho em hỏi thêm một cái nữa nha, là khi mà mình đến với Mai Sa là mình đánh giá mình thấy cái cơ sở vật chất tại Mai Sa như thế nào hả chị? Mình có thấy đẹp không chị? Dạ. Và chị theo Mai Sa như đến bây giờ cái liệu trình làm nám của mình ấy chị, thì mình thấy cái công nghệ tại Mai Sa làm ra cho chị như nào, chị đánh giá thế nào chị? Đúng rồi, các cái công nghệ khi trong quá trình chị làm á, thì chị cũng đi làm ở nơi khác rồi á, thì chị thấy là cái công nghệ tại Mai Sa như nào? Dạ. Wow.
đúng chỗ luôn. Đúng chỗ, đúng nơi, đúng không chị? Rồi bây giờ trả lại cho chị một cái làn da rất là đẹp luôn. Mà chị, mà cho em hỏi nha, là sau khi mà cái chị gọi là loại bỏ hoàn toàn được cái vết bớt như này này, thì cuộc sống của mình có gì thay đổi không chị? Chồng con về nào chị? Chồng con khen, suốt ngày khen luôn. Và không nghĩ rằng là Manisa lại làm khỏi trong bệnh đứng này như thế. Đây có phải vợ mình không rồi. Xinh đẹp và gọi là quá tuyệt vời không chị? Con chắc cũng phải thốt lên là mẹ ơi, cái này đẹp quá luôn đúng không? Con gái đó, à con gái nuôi á. Con gái nuôi 4 tuổi lúc đấy đã động viên mẹ rồi mà. Con gái nuôi là chị 4 tuổi thôi. Mà chị bảo nó là nhìn mặt mẹ có ghê không? Nó bảo là không sao đâu mẹ. Nhìn vẫn xinh. Nhắn hết con là chị nhìn ra. Sau khi mà làm đẹp này rồi nó là khen rồi thì không nói gì, quá tuyệt vời luôn. Bây giờ thì đấy không nói gì cả. Rồi thế chị ơi, bây giờ nha, là có rất là nhiều các chị đang xem trên livestream này. Trời ơi, da của chị này thấy nãy giờ khen á. À, mới vào xem livestream rồi em quay lại cái hiện trạng cho các chị xem nha. Các chị ơi, các chị đang ở trên livestream á, mình vừa hỏi là hiện trạng da ban đầu của chị như thế nào thì em xin quay lại cho các chị xem nha. Là da ban đầu của chị khách hàng này á là da bị bớt sắc tố và bị nguyên một nửa khuôn mặt nha. Bị nguyên một nửa khuôn mặt như thế này nha các chị ơi. Và cũng đã từng đi bôi sản phẩm rồi đi chữa nơi khác nhưng mà không có hết. Thì khi mà đến với Mai Sa này, theo dõi chị Mai Sa ở trên livestream á 2 năm trời và phải có khách hàng, tức là có bạn bè cũng làm bớt cũng làm sắc tố ở Mai Sa rồi, là nám chân sâu hết rồi thì mới tin tưởng đến với Mai Sa để làm. Và cái bớt này thì theo khách hàng rất là lâu năm rồi nha các chị ơi. Đây là những chị khách hàng nào mà da đang bị bớt sắc tố như thế này thì mình cứ tự tin đến với Mai Sa nha. Chi phí làm bớt tại Mai Sa công khai cho các chị luôn là 1.200.000 một lần. Và chi phí tại Mai Sa là đi lần nào thanh toán tiền lần đó, chứ Mai Sa không có thu tiền gọi là chọn gói hay là thu theo cả liệu trình mà khách hàng phải nộp nha. Mà bây giờ ngày hôm nay đây, khách hàng quay lại đến với Mai Sa để làm dịch vụ. Mà chị cho em hỏi này, da đẹp như này rồi hôm nay quay lại làm gì nữa chị? Chị đi làm da tiếp chứ, làm cho nó đẹp hơn nữa chứ. Tức là hết sạch nạ hay hết sạch bớt rồi nhưng mà mình vẫn gọi là mình đến mình làm trẻ hóa da đúng không nhỉ? Làm mình đi mình trẻ hóa da này cho da của mình căng hơn, mịn hơn. Và chi phí hôm nay mình làm da hết bao nhiêu chị? 800 đúng không? Hôm nay làm ra hết 800 ngàn đúng không chị? Đó, đây là khách hàng người thật việc thật nha các chị ơi. Đang quay live stream ở đây là khách hàng người thật việc thật đến với Mai Sa để sử dụng công nghệ cao để làm đẹp da nha, điều trị da bằng công nghệ cao tiên tiến hiện đại đấy ạ. Và em quay cho các chị xem nha. Là khách hàng ở đằng sau đây, bây giờ là 11 giờ trưa nha, mà lượng khách tại Mai Sa lúc này nha các chị ơi. Lượng khách tại Mai Sa ngay lúc này đấy ạ. Bây giờ là 11 giờ trưa mà khách hàng ngồi rất là đông luôn nha. Và chỉ có khách hàng mới là người đánh giá chính xác nhất chất lượng dịch vụ sản phẩm tại Mai Sa. Có làm đẹp thì các chị mới tin yêu sử dụng dịch vụ đến với Mai Sa đông như thế này nhá. Rồi chị ơi, em xin phép phỏng vấn một chị khách hàng đang ngồi bên cạnh nữa nhá. Rồi chị cho em hỏi hôm nay mình đến Mai Sa mình làm dịch vụ gì đấy ạ? À chị làm da mặt đúng không chị? Vâng, thế hộp mà cho em hỏi là mình làm ở Mai Sa lần nào chưa? À tức là đến với mặt khoảng nào cho các chị nhìn cái sau đang muốn nhìn chị xem có phải thật không. Đây dạ, mình làm cũng theo Mai Sa cũng tương đối rồi đúng không chị? Vâng ạ. Thì làn da của mình chị có nhớ ban đầu mình da mình bị vấn đề gì không? Chị bị nám ạ. Bị nám mảng luôn. Và bây giờ làn da của mình này, rồi quay cận cảnh cho các chị em xem nhá. Làn da của chị như bây giờ thì em thấy là vâng, da như em bé luôn. Chị khách hàng mình có thấy hài lòng về quá trình làm da tại Mai Sa không chị? Rất là hài lòng. Bạn bè và xuất ra được này của mình cũng như là con bé rất là vui. Vâng, thế là bản thân mình đẹp lên mình rất là vui đúng không chị? Chị ơi, mình còn nhớ cái hiện trạng hay là mình có lưu cái hiện trạng lại của mình trước đây như nào không? Trong điện thoại có không? Rồi, thì cho em xem được không? Cho em xem nào, da ban đầu như nào. À, đây, da ban đầu của chị đây ạ. Rồi, chị cho em xem một xíu nha. Wow, da ban đầu đây bị nám mảng chị nhở? Da bị nám mảng này, xong trước đây chị có từng đi làm ở đâu khác không? Cũng chưa dám đi làm ở đâu hết đúng không chị? Rồi em thấy này, nám mảng hai bên má này, nó dám nám nguyên hai bên má luôn. Rồi như bây giờ thì bản thân mình đánh giá là da chị cải thiện được bao nhiêu phần trăm hả chị? Gần như là hoàn toàn luôn đúng không chị? Dạ em gửi nha. Và một lần mình làm da chi phí là 800 ngàn đúng không chị? Rồi thôi hôm nay mình đến đây nhá, rất là gọi là tự nhiên lại gặp hai chị khách hàng cùng ngồi ở đây luôn. Là chị cũng làm cải thiện gần như hết hoàn toàn nám này. Rồi chị đánh giá sao về cái bớt ban đầu của chị này? Chị có thấy cái hiện trạng bớt của chị ấy nặng không? Chị cũng không tin.
hoàn toàn như vậy. Dạ. Bản thân chị cũng không tin luôn đúng không chị? Nhưng mà chị ngồi đây là chị nhìn thấy chứng kiến từ đầu đến cuối luôn đúng không chị? Đó thì những cái hiện trạng thực ra khi mà quay livestream hay là tư vấn cho các chị ở trên Facebook ấy, nhiều khi thực ra các chị cũng có tìm hiểu nhưng mà không có tin tưởng 100%. Mà ở đây là em đang muốn là quay trực tiếp phát livestream như này, các chị là khách hàng người thật việc thật luôn. Có một câu các chị khẳng định gọi là bằng 100 câu, 1000 câu may ra tư vấn cho khách hàng luôn. Nên là các chị hoàn toàn yên tâm nha, đến với May Sa để làm đẹp nha. Chị ơi, bây giờ để bạn nhân viên làm tiếp hồ sơ cho chị nhá. Cảm ơn chị nha, cảm ơn chị đã đánh giá cũng như là chia sẻ cho các chị đang xem livestream ngay bây giờ nhá. Rồi đó, em quay cho các chị xem này, lượng khách hàng tại Mai Sa ngay lúc này nha. Đó, chỉ có khách hàng mới là người đánh giá nhất. Đó, quay livestream này, quay livestream này là phát trực tiếp nha. Đây, cho tất cả các chị cùng thấy này. Các chị ơi, các chị nhìn đánh giá cho em một chút xíu này. Các chị đánh giá cho em một chút xíu này, các chị ra bây giờ. Đó, các chị thấy không ạ? Làn da ở đây, một số chị khách hàng ở đây đang hỏi đấy, đang ngồi đây gọi là em ơi cho chị xem anh, lại đúng không ạ? Anh con trai sao anh thấy da chị thế nào anh? Anh thấy có phải thay đổi tuyệt vời không, ngoạn mục đúng không anh? Giống như hỏi. Cảm ơn anh nha. Đó, các chị thấy không ạ? Nhiều khi là đưa hình ảnh hay là video lên á thì các chị vẫn nói là có thể là May Sa thuê người quảng cáo hay là Photoshop thôi. Nhưng mà hôm nay em đang quay livestream phát trực tiếp đây này. Chị khách hàng đang ngồi đây là khách hàng người thật việc thật luôn. Đó, các chị thấy không ạ? So sánh như thế này để mình thấy nha. So sánh như này. Thực ra thì hôm nay rất là vui luôn. Nên là nhờ chị Vân chia sẻ. Đấy, xin chịu ảnh, chị đây đang chịu ảnh. Chị Vân cho chị chụp ảnh nhá, chị Vân cho chị chụp ảnh nhá. Chị ơi, chị thấy da của chị thay đổi như thế nào? Ngoài sự tưởng tượng, nếu mà không ngồi ở đây là không thể tin được đúng không chị? Chị ơi, thấy là chị thấy là 1 triệu 2 để làm cái da của chị thế nào? Đây là người thực việc thực à? Đây cho các chị xem ha. Đây ạ, tất cả các quý khách hàng đang ngồi đây ạ, và đang nhiều khi các chị nhìn ảnh các chị không thể tin được là đây là cùng là một chị khách hàng đó. Nhưng mà hôm nay là ngồi thực người thực việc thực tại đây này, các chị đã bảo rồi, ôi không thể tin được, một sự thay đổi ngoạn mục luôn đấy ạ, một sự thay đổi ngoạn mục, thay đổi gọi là em lúc đầu em nhìn, hoàn toàn mà như chị đánh giá là cái ảnh ban đầu em không nhận ra đó là chị ý cơ. Đầu tiên cứ bảo là chị nào, hóa ra là đúng là chị ý, xem lại đúng là chị ý thật. Cứ tưởng là chị nào luôn đó. Hôm nay tất cả các chị ngồi đây cho em nhìn đấy, đúng là chị này đúng không chị? Đúng rồi, chị nhìn kỹ là đúng đấy, nhìn kỹ đúng là chị ý luôn đó. Tại vì thay đổi quá mức luôn đó, khi chồng con hay là mọi người mà xung quanh của chị ấy là đôi khi cũng không nhận ra chị vì nó sự thay đổi quá nhiều luôn, quá lớn luôn, thay đổi hoàn toàn luôn ấy. Đầu tiên là một cái bớt nửa hết cả mặt luôn, đen đậm chị Vân nhỉ? Đúng rồi chị, phải kiên trì, phải chọn nơi nào uy tín rồi mình tìm hiểu, mình đặt niềm tin vào, xong rồi phải quyết tâm, mình xác định nắng bớt là phải kiên trì giúp em chứ bảo là ngày mình không. Dạ vâng, có phun môi mai sáng có hết, phun tự nhiên thôi không à? Anh thích như thế đúng không, chứ anh sợ là môi làm xong đậm quá đúng không? À đấy, anh tâm lý quá đó. Anh tâm lý anh đưa chị đi làm đẹp và xong là ngồi đây luôn, ngồi đây đợi các chị em và nhận xét của chị Vân ra, của chị Vân luôn. Anh nhờ anh thành ra chị này thay đổi nhỉ? Đúng rồi, làm đẹp cho vợ anh nhỉ? Đúng không? Anh là một anh con tuyệt vời luôn. Làm mỗi chị Vân ơi, chị nghe thấy sự hạnh phúc lên rất rất là nhiều luôn ấy. Đây là một cái khách hàng người thực việc thực, gọi là cuộc sống của chị thay đổi hoàn toàn khi mà đã sạch vết bớt này đấy ạ. Đây ạ. Bớt gọi là đen đậm chị nhỉ? Vâng, tức là không đều màu chút xíu thôi các chị nhỉ? Còn đâu là gần như vết bớt nó phải hết tầm 99% rồi. Còn nó chỉ không chị đều Vân màu. Chị Vân bảo hết 100% luôn. Vân thì thấy hết 100% luôn rồi. Đó. Ngoài sự mong đợi luôn rồi. Hơn ở sự mong đợi. Nó cô cũng thấy là 100% đúng không cô? Em ơi.
ngồi bên cạnh mà thấy 100% này là, đúng chứ. Mình không nghĩ là trước đây là như da của chị Vân này, mình ban đầu hôm nay là mình người lạ mình gặp đi, mình cũng không bao giờ nghĩ là da của chị này trước đây có bớt đúng không? Đó, thế mà gọi là thay đổi ngoạn mục luôn. Mà da khỏe, không có tí sẹo nào đúng không chị? Kiểu như nhìn không tí vết, không để lại một tí sẹo đúng không chị? Vì nhiều nơi mà làm thì bớt có khi hết ấy, nhưng mà nó để lại một cái mảng sẹo trắng, nó không đều màu, nó bị lệch tông ấy, giữa chỗ bớt và chỗ không bớt. Ừ, da chị khỏe mà em. Ở em lần đầu tiên em vào xem hồ sơ em không nhận ra mà em bảo có phải là đây là chị Vân không? Ờ, đúng rồi, bạn bảo chứ hình như đây không phải chị Vân, chị mượn thẻ của người khác à? Chị mượn thẻ của người khác là chị không phải chị Vân. Đang định bảo là xin chứng minh thư căn cước công dân để xác minh đấy chị ạ. Tên chị nhưng mà nghĩ là không phải là chị Vân mà nghĩ là người khác. Không, em không nhận ra thật. Xong bạn ấy còn bảo em là khi phải xin căn cước công dân xem đúng xác minh đây là chị Vân hay không. Trời ơi, nó tức là nó thay đổi ngoan mục xong bảo là chị trẻ lên nhiều quá, trẻ lên chục tuổi đó. Thế nên là các chị ngồi đây là thấy còn bất ngờ, quá bất ngờ luôn. Em phải phát trực tiếp này để cho các chị thấy đây là người thực việc thực tại Mai Lisa, không phải Mai Lisa là Photoshop đó. Nhiều chị cứ bảo là cho lên mạng thì là Photoshop, nhưng mà đây là người thực việc thực luôn, da mộc 100% luôn này, không có bôi, không có chát phấn hay là Photoshop gì cả, không chỉnh sửa gì luôn nhá. Đây là em quay livestream trực tiếp không có chỉnh sửa gì luôn, mà tất cả các chị ngồi đây này, ngồi đây này để cho em cái feedback người thực việc thực luôn, để các chị trên mạng ấy, các chị cứ bảo là chứ Mai Lisa Photoshop chỉnh sửa đó. Thì em ở đây em livestream trực tiếp cho tất cả các chị em ngồi đây là thấy người thực việc thực của chị Vân đúng không chị? Chị Vân là người thực việc thực, là khách hàng thật của Mai Lisa, đã bị một cái bớt gọi là bớt bẩm sinh, bớt xanh đen, bớt nì lịt, bớt trang trí trên má như này. Quá tuyệt vời đấy, anh con trai còn bảo là biết thế này đi làm sớm hơn đúng không? Đúng rồi, phải thật sự tin tưởng người ta đến ấy. Kiểu cũng sợ ấy, sợ. Tại vì các chị nghĩ là không ngờ hết được, nghĩ là bớt bẩm sinh này mình cũng không ngờ hết được. Họ đi làm chỗ khác rồi. Thế thì cũng sợ chứ chị. Xong rồi lại bôi rất nhiều sản phẩm xong làm chỗ khác rồi, không tốn chi phí đâu, không trả khỏi. Xong nghĩ là thôi chắc mình phải gắn bó với nó cả đời. Đó, thế không dám có niềm tin. Đã tìm hiểu Mai Sa hỏi tầm hơn 15-25. Xong khi có bạn chị làm đẹp thì chị bắt đầu quyết tâm có niềm tin đến Mai Sa đó. Đó, thế là chị Vân thì khi mà Mai Sa làm chị này chị có cảm thấy hơn cả mong đợi không chị? Hơn cả mong đợi luôn nè. Đúng là em thấy là chị nhỉ, không có phụ nữ nào xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp, không biết đến Mai Lisa thôi đúng không chị? À, ở trong ngay không bằng mắt thấy luôn các chị. Đó là trực tiếp chứng kiến luôn đúng không chị? Không phải thông qua là màn hình điện thoại, và đây là những cái chị khách hàng ngồi trực tiếp tại đây cùng ngắm nhìn hình ảnh của chị Vân trước khi làm và sau khi làm. Đó là các chị đã đánh giá một cách rất là chân thực nhất luôn. Đó là người thực việc thực chị nhỉ, 100% luôn. Và chị cũng khẳng định, các chị ngồi đây cũng khẳng định là hết 100% luôn. Trời ơi, mà da nó trắng, nó khỏe, nó đẹp lên rất nhiều. Nó không để lại sẹo, nó không bị yếu mỏng ra chị nhỉ. Thế chị Vân ơi, mình gọi là bây giờ là đang trên sóng phát livestream trực tiếp á, thì gọi là mình có thể nói một cái câu nào đó với những cái chị mà khách hàng bị bớt như mình á, để truyền động lực cho các chị tự tin đến với Mai Sa làm đẹp được không ạ? Bởi vì bản thân chị mình đây là, đó, nên là các chị ơi, đây là khách hàng người thật việc thật nha. Là chị Vân cùng với các chị khách hàng đang ngồi ở đây á, là khách hàng người thật việc thật của Mai Sa luôn nha. Nên cứ tự tin đến với Mai Sa để làm đẹp nha. Chắc chắn khẳng định với các chị luôn, đến với Mai Sa sẽ trả lại cho các chị một làn da không những hết bớt, không những hết nám mà còn đẹp hơn, còn trẻ hơn nha. Dạ, rồi, với chị ơi, có một người nữa mà ở trên livestream này á, thì em nhờ chị là mình có thể gọi là mình có một cái lời nào đấy mình gửi gắm đến tổng giám đốc của Mai Sa là chị Mai Sa được không ạ? Dạ, mình có chia sẻ, tức là mình có gửi gắm gì đến với chị Mai á. Chị Mai chính là người đã đưa công nghệ này về Việt Nam để mà gọi là điều trị da, điều trị bớt, sạch bớt cho các chị em mình đấy ạ. Dạ. Rồi em cảm ơn chị Vân nha. Rất là xúc động luôn. Đó, đây là các chị ơi, mình đang bị bớt sắc tố nha. Bị nám đinh, nám mảng, tàn nhang, đồi mồi, đốm nâu hay bị bớt sắc tố ở trên da thì cứ tự tin đến với Mai Sa làm đẹp nha. Là giá cả niêm yết công khai và đảm bảo
từ công nghệ tiên tiến hiện đại cho đến sản phẩm điều trị da cho các chị, các cái vấn đề bớt này hay là mụn này thì đều được đẹp luôn nhá. Và em xin cảm ơn chị rất là nhiều, cảm ơn những cái chia sẻ chân thành của chị đến tạo động lực đến các chị em đến với Mai Sa để làm đẹp nhá. Và cảm ơn tất cả các chị em ở đây, cảm ơn em, cảm ơn tất cả các chị luôn là mình có những cái đánh giá chia sẻ cho các chị đang xem ở trên livestream nha. Dạ, cảm ơn các chị đã theo dõi livestream của Mai Sa nhá. Mai Sa xin chào và hẹn gặp lại.